Rồi quý vị ơi, hôm nay rảnh gọi bán hàng tiếp quý vị ơi. Bán vài bữa nó mưa gió quá à. Bữa hai bữa nó nghỉ bớt xả hơi. Rồi bữa nay thứ bảy rồi ha. Ủa thứ sáu rồi. Nay thứ sáu bán, ngày mai gửi hàng luôn nha quý vị. Còn anh em nào mua ngày hôm qua, quý vị nào mua hôm qua là gửi hết đi rồi nha quý vị. Đó, bữa nay là làm lại từ đầu luôn nha. Rồi đầu tiên là một cây kim giòn, mã số 1276, 1276, 200k không có phí vận chuyển. Đó, kim giòn nó vậy, cái dáng nó vậy nha quý vị. Chai trà xanh nè. Đó. Rồi dẹp chai xanh qua một bên. Tỷ lệ nè, ngón tay tôi nè. Rồi quý vị thấy rồi ha. Rồi nè. Cái tàn trên bôi xuống nè. Đó, 200k nha. Rồi quay mặt sau luôn. Đó, mặt sau của nó vậy luôn nha. Rồi 200k một cây kim giòn. Rồi xuống luôn Bi ơi. Hai cây xuống luôn.